Kính thưa quý vị và các bạn đến nay đông đảo cán bộ công chức cả nước đều hưởng ứng thực hiện phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện gian hóa công sở tuy nhiên vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức có những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử làm ảnh hưởng đến hình ảnh công bọc của dân để tiếp tục thực hiện tốt phong trào xây dựng gian hóa công sở mỗi người cán bộ công chức cần làm theo lời dạy của bác hồ kính yêu đó là cán bộ không phải là ông quan cách mạng mà phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân từ đó xây dựng phong cách trọng dân gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với nhân dân phản ánh vấn đề này chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh gần dân của tác giả kim mỹ qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên ngọc loan trong gieo quyên tường duy trong gia dân hồ Trái trong gia anh tài Hở phúc trong giai chú năm Minh Hiển đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn buổi sáng tại văn phòng công sở Quyên tranh thủ ăn sáng vừa tám chuyện với đồng nghiệp hôm qua đám dỗ của nhà chị cơ quan mình á ai cũng đi mà không có bà dân cho ông thanh hai cái người này à, muốn chết thì sao á mà dám cặp nhau trong cơ quan kẻ có vợ người có chồng á mà liếc mắt đưa tình ai cũng thấy á chỉ có một người không thấy à hai người không thấy lận bà ơi vợ ông thanh không thấy chồng ba dân cũng không thấy luôn nên ổng bả mới tự do hú hí đó ờ à, cô ơi cho tôi xin làm giấy khai sanh nè ngồi đợi chút đi em mới thấy hai ông bà mà thôi không có nói nữa nói cho bà nghe là cả nước đều biết tự ái à nha em làm như chị là trùm nhiều chuyện vậy đó cô ơi cô cho tôi hỏi thăm mà Mần giấy khai sanh thủ tục làm sao cô? Từ từ đi, hối hoài à. Mà ông làm giấy khai sinh cho ai vậy? Con của ông hả? Tôi mận cho cháu nội tôi à. Cha mẹ của nó đâu mà không làm? Cha nó đi làm ở xa dữ lắm, về không có được. Còn vợ nó còn nằm ổ. Ê, Văn, mà bà Dân đẹp chỗ nào ta? Vợ ông Thanh đẹp hơn bả nhiều đó nha. Ờ ừ, cô ơi, vậy rồi làm khai sanh thủ tục phải làm sao vậy cô? Đợi một chút đi, máy bị treo rồi ra ghế ngồi đi sao đứng đây hoài vậy ờ tôi đứng đây cho cô thấy mặt để uh, cô làm lẹ á uh. tôi đi từ 6 giờ sáng à? Uh. 7 giờ rưỡi mới làm mà ông đi tới sớm làm gì rồi than nhà tôi ở xa nên uh, phải tranh thủ đi sớm á uh, cô trời ơi mệt mấy ông già này quá à thấy mặt là hối à nè văn mà em thấy bà dân đẹp hơn không không đẹp á mà, mà lạ gu đàn ông là vậy đó chán cơm thèm phở mà Vậy mà, lúc nào mấy chả cũng nói, em là cơm nguội, phòng khi đối lòng. Cô ơi, tôi còn công chuyện ở nhà nhiều dữ lắm á. Bữa nay có người tới giường tôi hái trái cây trồng tiền, mà không có ai ở nhà hết á. Ai tới đây cũng than. Ông có giấy chứng sinh chưa? À, có đây, à, tôi gửi cô nè. Bản chính đâu? Bản chính hả? À, để tôi kiếm lại coi. Mà hồi nãy em nói em thấy cái gì vậy? họ vô nhà nghỉ cái gì vô nhà nghỉ đó hả chị đừng có nói em nói nha em chối đó thôi làm việc đi cô 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 phải cái bản này không cô đúng rồi căn cứ công dân của ông đâu cái đó thì tôi có đây nè cháu của ông tên gì ờ à, nó tên uh, nguyễn văn trúng văn à vậy là hai người này á chắc bị nghi hiếp việc quá à. thế nào á cũng tới tay sếp nghỉ việc họ càng khoái Nắm tay lên thành phố làm xa nhà Dễ quẩy Cháu ông tên gì Tôi quên rồi Ờ Nguyễn Văn Trúng Biết rồi Ê Văn ơi Chị khát nước quá à? Em mua giùm chị ly cà phê nghe Ờ cô ơi Vậy tôi làm giấy khai sinh online được không Cái gì Cỡ ông á Mà làm giấy khai sinh online hả xa? Mệt Đợi đi Tại nhà chú Năm Chú bức xúc kể lại cho anh Tài nghe vì việc nhiều lần đến quỹ ban làm chế khai sinh cho cháu. Còn biết không, chú ngồi đợi mà cái cô đó, tao ta nói cứ vừa nhai bánh mì, vừa nói chuyện với đồng nghiệp, rồi cười ha hả. Ha. Chú hỏi thì cô ta trả lời nhắc gừng, bực ghê á. Ủa, bây giờ có một cửa làm lẹ lắm mà chú. Trời ơi, tại chú xui gặp cô đó chậm lục, Chớ mà cô bảy tuổi nhỏ đó đi làm giấy khai sinh cho cháu ngoại ở quỹ ban phường á, lẹ dữ lắm. Làm bữa trước á, thì bữa sau có liền à, thấy ham. Phải chi mà chú ở phường đó thì phải ghê vậy đó. Dạ, ở đâu cũng vậy hả? Làm giấy khai sinh cho trẻ sẽ giao liền cho dân trong ngày. Còn nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ á, thì giao ngày hôm sau đó. Vậy chú đi làm giấy khai sinh mấy bữa? Giờ có chưa chú? chú đi tới đi lui năm lần bảy lượt mới lấy được giấy khai sanh đó chứ bữa đầu thì cổ nói thiếu giấy phô tô căn cước công dân của cha nó hả à, chú phải chạy về lấy rồi bữa sau đem vô tưởng xong ai về đâu thiếu giấy phô tô căn cước công dân của mẹ nó chú hỏi sao hôm qua cô không nói tôi làm luôn bây giờ chạy tới chạy lui trời nắng chang chang vậy mệt muốn chết hả à. Rồi cô ta nói sao chú? Cô nói à, công việc nhiều quá nên quên. Cô nói à, đâu phải giải quyết hồ sơ mình chú. Chú im luôn, cãi gì lại. Cô ta chỉ làm thư ký thôi nha. Nếu mà làm lớn, không biết cô ta hành dân tới cỡ nào nữa. Thiếm còn nói chú khờ. Nếu mà kẹp bao thơ là cô ta vui vẻ làm liền. Không có bắt đi tới đi lui. Chắc cô ta không dám ăn hối lộ đâu chú. Thì tại cô ta cứ hành chú hoài thêm con mới nói vậy Chưa hết đâu nghe Khi mà nộp giấy phô tô căn cước công dân Của con dâu chú xong đó à, Cô ta hỏi có đem theo giấy đăng ký kết hôn không Chú hoài ghê Lúc đó chú mới hỏi Bây giờ cần giấy gì Thì nói ra hết Chú đem theo Chứ mà cô ta cứ làm vậy á Chú đi mòn đường cũng chưa xong nữa làm giấy khai sinh đâu có thủ tục gì nhiều mà bắt chú chạy tới chạy lui hoài vậy? Thì đó mà cái điều chú bức xúc nhất á là cái thái độ của cô ta đối với chú không có niềm nở chút nào hết. Dạ, phải cô ta tên Quyên không chú? Chú đâu có biết. Đây nè, đây nè, chú có chụp hình đây nè. Ủa, chú chụp hình chi vậy? <laughs> chụp hình đăng lên mạng chơi. À, chú còn ghi âm nữa ngàn. Chú nói có sách mách có chứng đàng hoàng Đăng để cho mọi người biết cô ta hành dân như thế nào Chà như vậy lớn chuyện rồi Cho con nghe thử đoạn ghi âm đi chú Hôm sau trong lúc chú Năm đang tưới cây sau giường Thì có tiếng gọi lớn Chú Năm ơi có ở nhà không chú Năm Chắc chú ấy không có ở nhà rồi Giang ơi Trời nắng như vậy á, mà ngồi đây chờ ống á, Chắc chị thành cục thang hầm luôn á Ai biểu bà hành ống quá trời thì bây giờ ông trời hành lại bà Cái tánh của bà ai mà không biết Gặp dân thì nát nổ Gặp quan thì bà nịnh nọt, Bà là quyên bốn nợ Nát nổ nịnh nọt mà Chị đã bị kiểm điểm rồi Mà em còn xỉa sói chị Ê chú ấy ra kìa Ủa Có chuyện gì cô chú tới đây vậy Bộ giấy khai sanh của cháu tôi Có vấn đề gì hả Dạ không chú Hôm nay con tới đây để xin lỗi chú Ủa, cán bộ mà cũng đi xin lỗi dân sao? Lạ vậy trời? Ờ, à, mà thôi, mời cô chú vô nhà uống nước. Dạ, con cảm ơn. Con đến đây thật lòng xin lỗi chú Năm về thái độ của con mấy hôm trước đối với chú. Đáng lẽ con phải hướng dẫn thật cụ thể các thủ tục giấy tờ, nhưng con chỉ nói qua loa, không rõ ràng, khiến chú phải đi lại nhiều lần. Con cũng xin lỗi chú về thái độ cáo gắt của con khi tiếp chuyện với chú. Xin chú thông cảm bỏ qua cho con. Ờ, à, thôi, không có gì đâu. Nhưng mà tôi hơi bị nóng vì cô khi dễ tôi, á, nói tôi không biết làm giấy tờ online. Đáng lẽ cô phải mừng vì nông dân như tôi muốn làm giấy tờ online. Bởi nhà nước mình khuyến khích mỗi người dân phải là công dân số, để cùng với nhà nước mình thực hiện chính quyền số mà. Dạ, con xin lỗi chú về thái độ khinh thường này. Chú nấu vậy thôi Chứ mà chú không có để bụng gì đâu Chú thông cảm bỏ qua Đừng đăng lên mạng nha chú <laughs> Trời ơi tôi đâu có đăng lên mạng Tôi hứa với cậu Tài cán bộ mặt trận rồi Anh Tài bây giờ là chủ tịch quỹ ban xã rồi chú ơi Sau khi chú phản ánh trường hợp chị Quyên khi tiếp công dân Thì ảnh hợp liền Tụi con còn bị kiểm điểm là không lo phục vụ dân Mà lo tám trong giờ làm việc mà anh tài là cháu chú hả? đâu có, à, cậu tài hồi trước hay tới nhà tôi vận động tôi hiến đất làm đường. cậu ấy nói chuyện lợi phép lịch sự, dân thường dữ lắm, nên ở đây ai cũng hiến đất làm đường hết á. chú nhớ bác hồ dạy bộ đội là từ tướng lĩnh đến các binh sĩ phải luôn gần dân sát dân bám dân giúp đỡ dân và hy sinh để bảo vệ dân phải gương mẫu về dân dẫn sao cho đi dân nhớ ở dân thương dân tin dân phục dân yêu chú nghĩ tụi cháu nên áp dụng điều bác dạy thì dân động cái gì á dân cũng làm theo như là câu tài vậy đó cỡ chị này mà đi vận động dân hiến đất làm đường chắc dân không hiến tất đất nào luôn á à, mình là cán bộ nhà nước á thì nên làm theo lời dạy của bác Hồ Cán bộ phải luôn vì dân phục vụ Phải là người công bọc của dân Vậy mà bây giờ có nhiều trường hợp Cán bộ hách dịch, dòi dính, nhúng nhiễu, Hành dân hơn là phục vụ dân đó Con cảm ơn chú đã nhắc nhở con Vì những lời dạy sâu sắc của bác Hồ Cũng từ những lời dạy của bác Hồ Đối với cán bộ công chức Mà bây giờ các công đoàn mới phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 đó chú Năm. Ủa? <laughs> Tài, con đi công tác rồi tiện thể ghé thăm chú phải không? Dạ không, hôm nay con đến thăm chú cũng để xin lỗi chú vì cơ quan con có cán bộ không làm dân hài lòng nên con đại diện lãnh đạo tới đây mong chú bỏ qua cho. Ờ, có gì đâu mà nhọc lộng vậy. Ủa, mà con nói văn hóa công sở là sao? Dạ, văn hóa công sở thì nhiều lắm. Điều quan trọng là từng cán bộ công chức phải có đạo đức nghề nghiệp và phong cách giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức phải văn minh, lịch sự. Hành vi và thái độ tốt sẽ nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của công sở. Cán bộ công chức không tham ô, lãng phí của công, không mưu hại đồng nghiệp để tiến thân. Cái vụ mưu hại đồng nghiệp em không có nha nhưng mà nói sáu đồng nghiệp tám trong giờ làm việc thì hai người dẫn đầu về cơ quan chúng ta sẽ bằng sau việc này sẵn đây anh cũng nhắc hai người luôn nè sau vụ việc này phải thay đổi ngay thái độ ứng xử với dân phải thực hiện nghiêm túc quy định về bốn xin và bốn luôn với dân ủa cái gì mà có bốn xin nữa chú năm bốn xin á là xin chào xin lỗi xin cảm ơn và xin phép còn bốn luôn là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Chà, nếu mà được như vậy đó ha, ta nói dân mừng dữ lắm đó. Chứ mà cái kiểu hành dân bắt dân đi tới đi lưu hoài, rồi cao có nạt nộ gắt gỗng dân á, thì dễ xa nhau lắm đà. Dạ, một lần nữa con xin lỗi chú, con sẽ xây dựng cho bản thân mình phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân như anh Tài đã nói. Nè, cán bộ nói phải đi đâu với làm nha. Có như vậy thì dân mới tin, mới góp phần tăng hiệu quả công việc được. Thôi được rồi, lỗi phải gì á, giờ chú bỏ qua hết. Vậy là từ rài về sau đó hen, có chuyện gì cần tới quỹ ban, cần tới công sở, chú giao cho bà đi. Bà cứ sợ vô gặp cán bộ rồi bị quạnh hẹ đó. Dạ, chú yên tâm. Nếu cán bộ công chức không thực hiện nghiêm văn hóa công sở, á, sẽ bị xử lý nghiêm. Tụi con sẽ cố gắng phục vụ tốt bà con cô bác mình đó chú Năm. Quý chị và các bạn thân mến, quý chị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh gần chân của tác giả Kim Mỹ. Đến đây, chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý chị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt